What's up my boy? Hôm nay chúng ta sẽ làm người quiz tổng. Nó sẽ trông như thế nào? Chị xin giới thiệu với anh em trước. Đây, một con ghế làm bằng gì ạ? Làm bằng gỗ. Chú chỉ một đâu một quiz tổng thế á. Chị xin thưa bạn, đây là nhà hàng không phải 5 sao, 6 sao đi ạ. Mọi người, hôm nay chúng ta sẽ học cách làm người quiz tổng được chưa ạ? Chúng ta phải học cách nói chuyện với nhau đã. Chúng ta phải vô cùng phải thân thiện đó. Chúng ta phải vô cùng là văn minh thì chúng ta mới có thể trở thành một như người quý tộc chung đằng này. Ngồi một chiếc ghế nó gọi là bằng gỗ xưa. Để mua được cái ghế này á, anh em phải có 3 tiêu chí: kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Mọi người hay trở thành những người văn minh rồi chưa ạ? Đó. Tự nhiên là chung thầy khác mọi người ạ. Khác quá. Được chưa ạ? Ấm nước. Yes sir. Nhưng mà không có nước mọi người ạ. Phục vụ đâu? Có ngay. Cho ta ít rượu vang vô này. Rượu vang. Được chưa ạ? Lấy giấy hộ cái. Lấy cái giấy hộ cái. Ui ui. Nó hất. Ui. Được chưa ạ? Trước khi mà chơi Minecraft. Rượu vang mà nhìn như Kuka nằm ngoài đấy chợ. Mọi người bỏ giống Kuka phải không ạ? Không. Đây là rượu vang có tên là Hua Hua. Nhà hàng này rất là có tâm nha mọi người. Mình ăn uống xong là mình được bịch giấy mọi người ạ. Mình được bịch giấy mọi người ạ. Yeah. Hôm nay chúng ta sẽ chơi phong cách của là người quiz tộc được chưa? Giờ chúng ta phải rất là quiz tộc được chưa? Ra như chuột đời nghe phê hơn đấy. Kinh. Mà lại bắt cao quá. What the fuck? Chúng ta phải vô cùng phải thân thiện á. Chúng ta phải vô cùng là văn minh. Cờ lớn hả? Sao effect rồi sinh sống tốt hơn. Này ơi, drop này. Mọi người biết là người quý tộc á, người ta phải ngồi này. Oh my god. Mình phải làm cái này nha. Biết rồi, nó mua đồ rồi. Rớt. Lăng thì sao ấy. Ui. Này. Hay quá, ui dồi ôi. Hả? Quá chật luôn. Sao mọi người chung chung. Hả, ôi, nó lấy kim cương rồi, nó lấy kim cương của tao. Kim cương crystal của tao. Ôi. Dưng mặc kiểu gì á, dưng đâu kiểu gì. What the fuck? Lizzy. Ôi. Tôi luôn ủi vai. Chơi. Ôi. Oh.
Oh my shit. Chạy luôn. À đây, chạy luôn. Chạy thuốc mà kiểu uống hai phát. I spawn, yes sir. À mày quý stop thằng bét gua. Đó, chú sẽ làm một phát. Quá luôn. Oh, hết hay luôn. Woo, chill. Oh my god. You stupid. Mà nhà chung 3 màu luôn này, đủ 4 màu luôn này. Sao mày không đến nhà vàng nhỉ? Quên mất, tại chú không nhìn thấy. Nhìn xa quá chú không nhìn thấy. Đừng phải bố. Let's go. What the f. À, được luôn á. Ôi, ui. Ok. Chèo luôn. Như vậy, có sức mạnh của người Quistock. Come here, man. Ok. Oh my god. Ai cha. Cần hai cướp được thề. Nó vỗ cái bụp xong. Ai rồi, đây rồi. Anh sợ à? Ôi, con sống hả? Nó còn sống được. Ui, hay rồi. Chưa không nghe lại dễ thế. Yes sir. Mày ho. Oh my god.